bao mấy năm, 6-7 năm ấy. Ừ. Một chuyến nữa mới hết được. Đây, cái này to quá. Cứ để trước nhà luôn nhé. Đây là một lô quần áo mới luôn mọi người. Nó tiếng phổ thông này, có thích ăn trứng không? Đấy. Có hay không? Thích không? Đấy. Thích không? Sợ. Ui ui ui. Bạn này có thích áo mới không? Có thích áo mới không? Hả? Thích không? Ừ? Có. Ừ? Có mùa là xì mũi là gì? Gì mùa? Hả? Ồ, ừ, sao đây? Hôm nay rất là nhiều đồ mọi người ạ. Ôi giời ơi, chả hiểu lý do gì mà lại để cho em bé đeo cái dây của bột trâu thế này, bẩn thế này. Cái này buộc sỏ mũi luôn. Bây giờ nó khỏi rồi thì bỏ ra đi. Bỏ ra lại ngã tiếp. Ồ, chịu rồi. Bác hay trước khi khá hà ra cái này, có một cái bác sĩ nó bảo là cởi ra nhưng mà lại về nhà lại ngán. Với em với con ăn thôi, ăn bộ anh không ăn đâu. Thế lắm, anh em không. Ôi giời ơi, dao mà em cầm lồng hoàng thế. Hôm nay anh trao quà đến thì phải. Anh hiểu thử hỏi anh Vương xem là mà mặt của vợ làm sao ấy, chán ấy, chán ấy, nó sao lên hạt ấy, trắng ấy. Chắc nóng quá. Nào Vương ra đây em tự xem đồ đi. Đồ này gửi cho em hết với vợ nhé. Dạ. Con em hết. Thế đó. Nào Khánh ơi, cái kẹo nha. Bác nhiều tí nào. Khánh. Chết lọ. Kia. Lên. Ua, quần áo được sướng nhỉ. Là cháu sẽ tự liệu. Và khi mà anh em mình đến đây, mình thấy học sinh ở đây rất là khó khăn. Tức là gì? Là đi học thì nhất là như nhà của em Vương thấy rồi. Ai là không có ăn tận tay rồi thì món quà thì em Vương cũng sẽ chủ động là mua kẹo cho các cháu. Bây giờ thì cho các cháu ăn cơm đã. Ngoài ra thì tao có mạch thông tin tới quý khán giả một chút là sau những cái thước phim mà anh em mình nhìn về nhà Vương ấy thì rộng có thêm các bác gửi tiền cho mình. Có thêm một số bác gửi tiền cho mình nhé Vư nhé, anh đọc cho em nghe này. Thứ nhất là có cô Lại Thị Bình gửi 500.000 nhé. Có tức là cá trong là dảo lắm. Hai mỏ ui.
không biết sợ gì đâu nhỉ. Nó không biết sợ. Nó lấy câu nó sợ nó ngã mình nó không biết. Trèo cao cũng không biết đâu. Cho con xuống ăn cơm thôi. Chỉ cứ như thế này thôi. Cái ra cùng con ăn đi bà vợ. Ra cùng con ăn đi. À gì nhỉ? Em lo cùng mình tô nó mỏ làm mà. Vợ cũng chưa ăn đâu hả? Vợ cũng chưa ăn. Thế thì cùng ăn đi, bảo vợ đi. Nhiều lúc anh nói vợ không hiểu. Hình như cả nhà ai cũng thích bố hơn. Cú cú hả? Cú cú nha. Thế nhỉ? Nó sẽ giả cái hồng. Nó sẽ cái này nó. Hay mỏ lọ. Hay mỏ, nó mỏ lọ. Không được mấy nó mấy cả sách. Đấy, đúng rồi, sới bạn sới cơm vào bát đàng hoàng nhá. Nè, con gái ngồi đây. Nè. Không biết ngồi, nó cứ chảy đi nó tung. Nó cài rất là đáng yêu nhưng mà. Số mà lâu do đỉ lo hay mà máu rồi này thì ăn quen rồi, cứ xúc thìa thôi, không ăn bát đâu. Rồi lấy thìa ăn đi, bây giờ bảo chỉ cho từng, bây giờ đang đói này chỉ khó lắm, dậy dần dần thôi. Khánh không ăn à? Lấy bát cho con đi. Biết gào thôi. Mà nó. Có hẹt cao là dẹp khánh á. Đây có cắt dẹp khánh. Rồi. Anh Vư ngồi cùng con luôn đi. Không phải quay mới ăn đâu mà cứ ăn bình thường đi. Bọn anh quay từ đầu rồi cơ mà, đúng không? Ừ, ăn đi. Có mà anh tránh đi xuống nhờ. Vư cũng ăn đi. Không ăn, giúp cho con nó ăn trước. Cho con gái trước nhỉ. Rồi. Bạn này không nghịch bạn Khánh nữa nhỉ. Ble ble. Bố lấy cho bây giờ rồi, ble ble. À, phải có nước à? Nó cài. Ồ, lạ thế nhỉ, nhưng mà thầy cúng bói thì bảo là có cái gì, con ma gì. Thầy cúng bảo là nếu mà cổng kênh thì phải có cái dây này nó sắc, con nó đi suốt thì nó mới không ngắn. Vô lý nhỉ, không hiểu nhỉ. Đây. Đây, trứng em gắp cho con đi, để vợ em ăn đi. Đừng mà lấy nhé, vợ. Phải có nước một tí phải không? Nóng đấy. Bữa nào em cũng phải làm cho con như này à? Con thích em hơn hay là thích vợ hơn? Thích bố hơn. Trời ơi, khổ quá. Rồi cháu ơi, tu ơi. Nên cởi ít ta xuống trước là. Nóng à. Tao lạ. Bố thổi đã nhỉ, bố làm nóng bỏng mồm con rồi.